Ngày cuối bên nhau. Tony à, tôi tin là Jonna sẽ đồng ý thôi. Cậu và cô ấy yêu nhau đã 2 năm rồi. Tự tin lên nha. Vâng, cảm ơn cô chủ. Cũng nhờ nhà hàng này của cô mà tôi gặp được Jonna. Jonna, hãy làm vợ anh nha. Ôi trời ơi, cậu đầu bếp nhà hàng đang cầu hôn với cô lễ tân kìa. Tuyệt quá, họ thật đẹp đôi. Anh Tony à, anh làm em bất ngờ quá. Em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Em xin lỗi anh, hãy cho em thêm thời gian có được không? Jonna, chị không hiểu tại sao, nhưng mà Tony là chàng trai tốt, yêu em chân thành. Cả hai đã đến với nhau lâu rồi. Vậy mà... Chị Emma, em cũng yêu Tony mà. Nhưng điều kiện vật chất của anh ấy chưa đủ cho một cuộc sống gia đình. Tony đang phải sống trong căn hộ đi thuê. Bọn em mà lấy nhau bây giờ sẽ rất vất vả. Điều đó đâu có quan trọng bằng tình yêu của hai người dành cho nhau đâu. Em không thể tìm đâu ra một chàng trai tốt và yêu em chân thành như Tony. Cậu ấy thậm chí còn không màng tới tính mạng của mình để xông vào cứu em trong lần em bị bọn cướp tấn công đó. Em còn nhớ chứ? Chị Emma, chị nói thì dễ lắm. Chị là chủ của cửa hàng này với một cuộc sống dư dả. Hơn nữa, dù chị không nói ra, nhưng ở đây ai cũng biết chị đang có một người đàn ông bí mật, có đúng không? Thế sao chị cũng không cưới anh ấy đi? Đây chưa phải là thời điểm để bọn chị kết hôn mà. Nhưng đó là chuyện riêng của chị. Còn chị chỉ muốn nói với em rằng, tìm được người mình yêu và hết lòng vì mình không dễ đâu. Đừng để vụt mất cơ hội nữa. Anh Tony à, em xin lỗi. Hôm nọ chắc là làm anh mất mặt với mọi người lắm. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Em có thể nói cho anh biết lý do được không? Em vẫn luôn nói là yêu anh, nhưng hết lần này tới lần khác từ chối lại cầu hôn của anh. Anh tưởng chúng ta đều đã sẵn sàng cho đám cưới rồi chứ? Em không thể cưới chồng và ở trong nhà trọ được. Anh biết mà, chúng ta sẽ thuê một căn hộ tiện nghi hơn. Anh sẽ cố gắng dần. Anh cũng đang tích góp tiền để mua căn hộ đây. Thôi đi, chuyện cưới xin của chúng mình cứ từ từ rồi tính. Mình về thôi anh, tới giờ mở nhà hàng rồi. Chị Emma chắc đang nhắc tới chúng ta đó. Hình như chị Emma đi hẹn hò thì phải. Lần nào đi hẹn hò cũng mang hoa và khuôn mặt rất tươi. Không ai biết người đàn ông bí ẩn của chị ấy là ai. Chị ấy cũng đâu còn trẻ nữa, sao chưa thấy họ làm đám cưới nhỉ? Có thể chưa phải thời điểm thích hợp thì sao? Hay còn là một lý do nào đó nữa. Chị ấy cứ khuyên nhủ người khác, chứ bản thân thì lại không yêu và cưới một cách vô tư. Hả? Lạ thật, chị Emma thử váy cưới ư? Chị ấy sắp cưới. Nè, thiệp của em đây. Hả? Thiệp gì đấy? Trời ơi, thiệp cưới.
để làm đám cưới với anh ấy. Tôi đi đâu? Sao anh ấy không tới? Vẫn còn ở đây ư? Tony đã đi từ sáng nay. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 11 giờ từ sân bay Telopharm. Thật hay. Chàng hôn phu biến mất. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật của cặp đôi Matt và Christina ở Hoa Kỳ. Mia ơi, cậu nhìn anh ấy xem, chúng mình đẹp đôi lắm có phải không? Ừ, hai người trông đẹp đôi thật á. Phải nói rằng chuyến du lịch vừa rồi đúng là định mệnh, gặp được anh ấy đúng là vận may lớn của đời mình. Trista, cậu là một cô gái tốt. Bao nhiêu năm cậu đã rất chăm chỉ làm việc, xoay sở một mình ở đây rồi. Cuối cùng thì người tốt như cậu đã gặp được người xứng đáng. Cậu nói gì cũng đúng cả. Mình đang ngập tràn trong hạnh phúc nè. Tình yêu quả thật là rất kỳ diệu. Nè, nhưng cũng phải tỉnh táo nghe chưa. Đừng để biến thành tình yêu mù quáng đó. Cậu yên tâm. Vâng anh, em đến rồi nè. À, em thấy anh rồi. Chào em, xin lỗi phải để em đến đây. Ừ, tại công việc anh bận quá. Không sao mà anh, em cũng muốn xem chỗ làm của anh như thế nào. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một quán hải sản ngon tuyệt luôn. Dạ chào sếp ạ. Chào anh Matt. Chào hai cô. Ồ, anh là sếp hả? Giờ em mới biết đấy. Có gì đâu, nào mình đi thôi. Ủa, mình đứng đây làm gì vậy anh? À, đợi một chút tài xế đánh xe tới rồi mình đi luôn. Ồ, anh có cả tài xế riêng cơ à? Nè nè nè, xem ai đi cùng sếp kìa. Trông cô ta quê mùa, chả cân xứng gì cả. Đừng nói cô ta là bạn gái sếp nha, như thế thật không công bằng. Dạ, em gọi anh ạ. À, mấy ngày sau, xem kìa, lại là cô gái hôm trước. Xin lỗi, không phải cô đến tìm sếp Matt của chúng tôi đó chứ? Dạ vâng, đúng rồi. Cô đừng nói cô là bạn gái của sếp đó nha. Vâng, tôi là bạn gái của anh ấy. Cái cô này đúng là không biết xấu hổ. Cô có biết Matt là con trai duy nhất của gia đình tỷ phú Brent không? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói là bạn gái của anh ấy? Cẩn thận kẻo ăn quả lừa to nha. Đúng là không biết mình là ai. Chris, em đến rồi à? Dạ, chào sếp ạ. Ừ, chào hai cô. Mà mọi người biết nhau sao? Dạ không có. Xin phép sếp chúng em lên văn phòng. Chào em yêu. Sao hôm nay lại có nhã hứng mời anh ăn trưa vậy?
em làm anh hồi hộp quá đi. Em định qua đi ăn trưa cùng với anh, nhưng em lại có việc gấp rồi. Thôi để lần khác nha anh. Ờ, kìa, Tuyết, có chuyện gì mà gấp thế? Để anh đưa em đi. Ờ, không cần đâu anh ơi. Anh ấy là ông chủ của tập đoàn Maxino. Vậy có nghĩa anh ấy là con nhà tỷ phú. Vậy mà anh ấy không hề nói với mình. Mà cũng tại mình đâu có hỏi. Mình cũng đã nói gì cho anh ấy về thân phận của mình đâu. Có lẽ mình và anh ấy không hợp nhau thật. Hoàn cảnh hai người quá khác biệt nhau. Mình đang ngập tràn trong hạnh phúc nè. Tình yêu quả thật là rất kỳ diệu. Nè, nhưng cũng phải tỉnh táo nghe chưa? Đừng để biến thành tình yêu mù quáng đó. Là mình đã vội vã, chạy theo cảm xúc quá. Alo? Rít à, anh muốn gặp em một chút. Em... Muộn rồi, sao anh còn hẹn em ra đây? Dạo gần đây, anh thấy em hơi lạ. Em không sao mà. Rít à, chúng ta đã biết nhau một thời gian rồi. Cũng chẳng thể nói là dài hay ngắn. Nhưng anh tin vào trái tim của mình. Anh muốn được ở bên em cả cuộc đời này. Matt à, đừng làm như vậy mà. Chris, em không yêu anh sao? Em nhưng mà... Chris, có thể em cho là đường đột, nhưng anh hết sức nghiêm túc. Dạo gần đây anh thấy em rất lạ. Em khiến anh lo lắng, như không thể có em bên mình. Nên anh quyết định cầu hôn em thế này. Matt à, anh hãy hiểu cho em. Hiểu cho em? Có chuyện gì em còn không chia sẻ với anh? Sao lại nói anh hiểu cho em? Anh yêu em, anh muốn gắn bó với em mà. Còn em thì sao? Em hiểu cho anh không? Matt à, chúng ta quá khác nhau. Anh là một ông chủ giàu có, một người có địa vị xã hội. Mọi thứ thuộc về anh có lẽ đều quá cao và xa vời với em. Anh không hiểu sao em chỉ là một cô gái đơn phương độc mã ở thành phố này. Công việc của em cũng là đi làm thuê, đâu xứng với một công tử nhà giàu sinh ra đã ở vạch đất như anh. Lời cầu hôn của anh, em xin lỗi, đừng trêu đùa em nữa. Chris. Mấy ngày sau. Nè, chúc mừng sinh nhật nha. Chắc hôm nay có kế hoạch với tình yêu rồi phải không? Thế nên mình mới phải tranh thủ hẹn cậu ra đây giờ này đó. Cảm ơn Mia nhiều nha. Thật ra hôm nay mình vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Mình mới chia tay Matt. Hả? Chia tay? Hắn ta đá cậu rồi hả? Sao hắn dám làm thế? Bình tĩnh đi nào Mia. Là do mình chia tay anh ấy trước. Hả? Sao lại thế? Kể mình nghe thử xem nào. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một quán hải sản ngon tuyệt luôn. Dạ chào sếp ạ. Chào anh Matt. Chào hai cô. Dạ em gọi anh ạ. Lời cầu hôn của anh, em xin lỗi, đừng trêu đùa em nữa. Chris. Đúng là cậu và anh ta như hai thế giới khác nhau. Anh ta khác cậu quá nhiều. Nhưng cậu làm vậy có hơi vội vã không? Chia tay là đúng thôi. Từ hôm ấy mình không liên lạc gì cho anh ấy. Anh ấy cũng không gọi cho mình một cuộc nào. Ủa, như vậy thật sao? Ít ra hôm nay là sinh nhật của cậu, anh ta cũng phải gọi một tiếng chứ. Cả tuần nay rồi, hay anh ấy gặp chuyện gì không hay? Mình chỉ hỏi thăm một tiếng thôi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Anh ấy còn chặn cả số của mình rồi sao? Hai tuần sau. Mình phải quên anh ta đi. Anh ta chỉ là công tử nhà giàu, thích trêu đùa tình cảm của người khác mà thôi. Là Matt gọi. Anh ta gọi cho mình. Sau bao nhiêu ngày bạc vô âm tín nữa. Mình có nên nghe không đây? Alo. Là anh đây. Anh có thể gặp em ở quảng trường Romas được không? Có gì thì anh nói luôn đi. Anh thật sự cần em lúc này. Làm ơn hãy đến đây. Có chuyện gì với anh ấy sao?
thế kia? Em yêu, hắn đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi anh bỗng dưng biến mất phải không? Anh xin lỗi vì cảm giác khó chịu đó em phải chịu đựng một mình. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chính là ngày hôm nay. Có chuyện gì thế này? Như em thấy đấy, đây chính là điều đặc biệt anh dành cho em. Má nè, anh làm gì vậy? Chris, em chính là tình yêu, là định mệnh và cuộc sống của anh mãi về sau này. Về việc anh biến mất thời gian qua, hôm nay em sẽ có câu trả lời. Anh mong rằng nó sẽ đủ thuyết phục để em tha thứ cho anh vì sự biến mất đó. Kia là nhà chị gái em mà. Đúng vậy, là nhà của chị em ở bang Cali. Dạ, xin hỏi, đây là nhà của chị Jenny, chị gái của Chris phải không ạ? Vâng, cậu là ai? Dạ, em chào chị, em là Matt, là bạn trai của Chris. Chúng em đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Ồ, vậy à. Sắp tới, em muốn cầu hôn Chris để có thể chính thức trở thành chồng của cô ấy. Vì vậy em đến đây để xin phép chị thác thành cho chúng em. Trời ơi, cậu thật chu đáo và ngọt ngào. Chris à, em vẫn khỏe chứ? Bằng những điều tốt đẹp nhất, chị chúc phúc cho hai em và cả ngàn lời đồng ý. Con gái à, đã lâu mẹ không gặp con. Con bé có chuyện gì sao? Dạ không thưa bác, hôm nay cháu đến đây là để xin ý kiến và sự thác thành của bác. Cháu muốn xin bác hãy chấp nhận cháu là con rể của bác. Con gái à, đã lâu mẹ không gặp con, và thật tuyệt khi biết rằng con vẫn ổn và có một tình yêu ngọt ngào như vậy. Má nè, mẹ và chị của em sống ở hai nơi khác nhau, cách xa hàng trăm cây số. Vậy mà anh đã lần lượt đến gặp họ. Vì em, anh có thể đi vòng quanh thế giới mà. Nhưng chưa hết đâu. Sát đấy, con biết không? Hôm trước bị giáng chức rồi, con còn dám uống thế này nữa hả? Thằng bé bị stress vì công việc quá tải đấy bà. Mẹ à, sao mẹ thừa người ra vậy? Mẹ đang có chút chuyện cần phải suy nghĩ. Một tuần sau. Sao mẹ lại bán hết trang sức mà không nói tụi con biết chứ? Chuyện đó à? Cái gì cơ? Mẹ đi bán hết trang sức rồi à? Đúng vậy. Mắt vừa cho anh biết, anh ta vô tình nhìn thấy mẹ trong tiệm vàng kìa. Mẹ à, mẹ thiếu cái gì mẹ nói với tụi con một câu chứ? Không hàng xóm sẽ dị nghị vợ chồng con đối xử với mẹ không được tốt. Chỉ là mẹ muốn có một khoản tiền đủ để... Mà mẹ cần nhiều tiền để làm gì? Với số trang sức đó, có khi hơn 1.000 đô ấy. Được có hơn 600 đô thôi Marie à. Chỉ là mẹ muốn lên truyền hình. Mẹ à, mẹ biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Không, mẹ chỉ muốn nói. Mẹ có biết, để được lên truyền hình, dù chỉ mấy giây thôi, cả 100.000 đô,
thậm chí vào giờ cao điểm có thể cả triệu đô đấy. Mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi đi, và đừng nghĩ tới việc này nữa. Em ở nhà để ý mẹ một chút nha. Hay thật là cả... Tôi tranh thủ dọn dẹp một chút. Dạo này cô phụ bếp nghỉ nên viện nhiều việc quá. Mình có cách kiếm thêm tiền rồi. Một tháng sau, phải số điện thoại của nhà bà Sơ Lây không? À vâng, mẹ tôi đang bận chút việc. Có việc gì không ạ? À, tôi là bảo vệ của viện dưỡng lão Bà Râu. Tôi muốn anh nhắn với bà Sơ Lây rằng ngày mai bà không phải đến dọn dẹp do viện có việc đột xuất. Thứ hai bãi đi làm bình thường ạ. Ông nói sao? Mẹ tôi làm việc cho viện dưỡng lão sao? À, bãi quét dọn, nhặt rau với các việc lặt vặt ấy mà. Có chuyện này nữa sao? Ôi trời ạ, à, con với cái phù tâm quá đi. Mấy hôm trước bà ấy còn bán quần áo cho mấy bà ở đây, toàn đồ đẹp cả đấy. À vâng, tôi sẽ nhắn lại cho bà ấy. Mẹ à, sao mẹ có thể đi làm giúp việc cho viện dưỡng lão chứ, lại còn bán cả quần áo nữa? Mẹ chỉ gom góp đủ tiền để lên truyền hình thôi. Ôi trời ạ, à, vẫn là chuyện này sao mẹ? Mấy giây lên truyền hình mà cả gia tài nhà mình cũng không trả được, mẹ biết không? Johnson à, hay là chúng ta đưa mẹ đi khám đi? Không không không, mẹ vẫn khỏe mạnh và tỉnh táo mà. Chỉ là... Chỉ là sao? Mẹ chẳng phải luôn nói mẹ hạnh phúc vì đã sống cùng bố con 57 năm và có chúng con cùng đàn cháu chắc. Vậy mà mẹ muốn nổi tiếng sao? Không, không phải thế mà con. Một tuần sau, mẹ cố gắng ăn vào cho khỏi bệnh. Ai bảo mẹ lại chạy ra giữa trời mưa làm gì để giờ bị cảm thế này? Anh này, bác sĩ nói mẹ không có vấn đề gì về thần kinh cả. Các chỉ số đều rất là bình thường. Vậy là tốt rồi. Thế sao mẹ lại cứ muốn lên truyền hình thế? Xin chào bà Shirley, bà đã khỏe chưa? Ông chẳng phải là Trent, người dẫn chương trình kênh truyền hình nổi tiếng Fox 10 TV sao? Tôi qua đây để báo tin cho bà Shirley. Tin này của tôi sẽ khiến bà ấy khỏe nhanh hơn. Có chuyện gì thế cậu? Chẳng lẽ... Giám đốc của chúng tôi đã quyết định sẽ phát sóng chương trình riêng của bà. Thật vậy sao? Với số tiền ít ỏi kia của tôi à? Không, ông ấy nói sẽ hoàn toàn miễn phí. Và đặc biệt hơn, chương trình này sẽ được phát sóng bằng nhiều tiếng trên toàn thế giới. Ôi trời ơi, cuối cùng ước nguyện của ta đã thực hiện được rồi. Nhưng tại sao mẹ tôi lại có thể lên truyền hình hoàn toàn miễn phí chứ? Chắc bà ấy muốn giấu mọi người chuyện là... Chào bà. Bà có việc gì ạ? Tôi muốn được lên truyền hình. Nhưng bà có chi phí để trả cho đài chúng tôi không? Tôi biết đây là số tiền ít ỏi, nhưng ông có thể cho tôi lên truyền hình được không? Chắc chỉ khoảng 5 giây thôi là đủ rồi. Rốt cuộc bà muốn nói điều gì vậy? Tôi chỉ muốn nói ba từ: hãy yêu thương nhau. Tôi đã nghe từ Hồng Kông, Canada, Anh và nhiều nơi khác. Chỉ cần mỗi người cảm thông cho nhau một chút
yêu thương nhau nhiều hơn thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cậu hàng xóm nhà của tôi là một cảnh sát. Cậu ấy chán ghét tất cả và không còn lòng tin vào con người. Tôi muốn cậu ấy phải thay đổi, cũng như mọi người thay đổi. Nhưng số tiền này... Tôi xin ông mà, đây là tất cả số tiền của tôi có. Tôi đã bán tất cả trang sức, đồ dùng cũ và đi làm thêm nữa. Những kỷ vật của tôi cũng không còn. Nhưng chỉ cần cậu ấy yêu đời hơn, tin tưởng và yêu thương mọi người hơn thì những thứ ấy mất đi cũng xứng đáng mà. Bà nói sao? Bà bằng này tuổi mà còn đi làm thêm? Dạ vâng. Trong một lần đi đón mẹ ở viện dưỡng lão ấy, ông nhìn thấy bà Sơ Lây đang lấy khăn lau những giọt mồ hôi. Bà cứ lẩm bẩm câu nói hãy yêu thương nhau, nên ông ấy đã quyết định phát sóng chương trình của bà hoàn toàn miễn phí. Mẹ ơi, vậy mà con cứ nghĩ rằng mẹ... Thật không ngờ, ba từ đơn giản của mẹ lại có sức ảnh hưởng lớn lao tới như vậy. Bạn bè, đồng nghiệp con đều nói rằng rất thích chương trình này và nó giúp nhiều người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!